Niantic Lab đang cung cấp tất cả mọi người cơ hội để có được bàn tay của họ trên công nghệ đằng sau Pokemon Go và Pikmin Bloom để họ có thể xây dựng thực tế augmented riêng của họ và thực tế Metaverse ứng dụng. Các nhà phát triển có thể bắt đầu sử dụng nền tảng Niantic Lightship ngay hôm nay. Công ty cũng đã công bố một quỹ đầu tư trị giá 20 triệu đô la để hỗ trợ các nhà phát triển chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về Metaverse thế giới thực và đóng góp vào hệ sinh thái toàn cầu mà chúng tôi đang xây dựng. Các nhà phát triển có thể sử dụng bộ công cụ của Niantic để tạo bản đồ lưới 3D theo thời gian thực để các ứng dụng có thể hiểu các bề mặt và địa hình của thế giới xung quanh thiết bị. Các API khác sẽ giúp ứng dụng biết sự khác biệt giữa các khía cạnh khác nhau của môi trường, chẳng hạn như mặt đất, bầu trời, nước và các tòa nhà. Bộ công cụ này cũng cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng cho phép tối đa 5 người chơi tham gia vào cùng một phiên nhiều người chơi AR, đồng bộ hóa tất cả nội dung và tương tác của họ. Các công cụ này hầu hết đều miễn phí. API nhiều người chơi sẽ được cung cấp miễn phí trong 6 tháng đầu tiên bất kể ứng dụng có bao nhiêu người dùng. Sau đó, Niantic sẽ tính phí nếu các API được sử dụng trong một ứng dụng có hơn 50.000 người dùng hoạt động hàng tháng. Một số thương hiệu đáng chú ý đã tham gia vào bản beta riêng của bộ công cụ phát triển, bao gồm Universal Pictures PGA of America và Warner Music Group. Coachella đã tạo ra một trải nghiệm AR mà những người tham dự lễ hội của họ sẽ có thể dùng thử vào năm tới. Họ sẽ có thể nhìn thấy một phiên bản lớn của con bướm Coachella đáp xuống tòa tháp đi bộ 7 tầng cầu vồng Spectra. Trong khi đó, Suasa đang làm việc với nhà phát triển TNS để đưa các nhân vật trong One Piece và các bộ truyện tranh khác vào thế giới thực bằng AR. Ứng dụng đó sẽ ra mắt vào năm 2022. Tầm nhìn của Niantic về Metaverse khác rất nhiều so với tầm nhìn của Meta, công ty mẹ của Facebook, trong tương lai tập trung vào thực tế ảo. Trong một bài đăng trên blog vào tháng 8, CEO John Hanker đã gợi ý rằng Metaverse thế giới thực là về việc kết nối thế giới vật lý và kỹ thuật số thay vì tồn tại thuần túy như một trải nghiệm ảo. Với suy nghĩ đó, công ty của anh ấy đã hợp tác phát triển kính AR với Qualcomm trong vài năm qua. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!